Nói mà đại chúng cùng tôi ra vườn ngang bắt đầu tới giờ làm việc. Sáng là chim kêu rộn rã, sáng là chim kêu rộn rã, bắt đầu tới giờ làm việc. Chim kêu rộn rã, lá mình thấy không? Nhà tôi đơn sơ vậy đó, mấy lá đơn sơ đậm tình người. Bắt đầu đi ra vườn làm việc. Cái chuối này cái chuối Mỹ quý vị, trồng nó nhớ quê thôi chứ thật sự nó là cái chuối Mỹ nè. Cái năm nay này ý là tốt lắm, còn ra là gì nè, thấy chưa? Ôm mấy cây dạng thọ trồng cho Phu Lan, có thì cúng ông bà nó quậy trắng, thấy chưa? Ý là nó khí hậu đắng nè, cái máy là cái những nít hoài. Bây giờ đi qua vườn lớn nha, đây là vườn nhỏ thôi. Mấy con chim à, ta có mua đồ ăn cho tụi con rồi, một hồi ta bỏ ra cho tụi con ăn nghe, đừng lo. Đi qua vườn lớn nha, à cô Quý Hiền ơi nè, năm nay quệ tôi gầy ra đó, nãy cô thấy chưa đó, năm nay bắt đầu tôi gầy ra cho có bông nè cô. Đó, tôi gầy ra từng từng cái cho có bông. Năm rồi dưỡng để trồng cho nó nhiều. Năm nay vừa trồng rau mà vừa trồng hoa nữa, vừa trồng cỏ nữa. Đó, năm rồi cô cho cái tôi trồng tôi dưỡng đó nè, bây giờ tôi bứng ra, tôi bứng từ từ ra cái trên nó vô chậu, chậu trong đây nó có bông nè, hoài trắng của cô nè, thấy chưa? Đó, tôi trồng nhóm tôi dưỡng đó. Ô sen nở rồi bà con ơi, sen nở rồi, tội nghiệp không? Sen ơi sen, trời ơi có chút gì mà cũng nở nữa, cái tội ghê á. Ô đây nữa nè, cái búp nữa, trời ơi quý quá quý quá, sen nở rồi. Ô dễ thương quá quý vị ơi, sen nở rồi, sen nở rồi. Nhìn thấy dễ thương không? Hồi mỗi lần sen nở nó vui làm sao đó, sen búp cũng quá trời luôn, mấy cái luôn. Ồ sen, cái màu sen của tôi màu sen hồng, quý vị thấy không? Dễ thương làm sao đó. Đó. Màu sen hồng sen nở rồi đó, xung quanh thời tại bây giờ toàn là hoa lá đồ xanh tươi, quý vị thấy không? Nào đỏ, nào hồng, nào xanh, nào vàng. Còn cái táo nè, Phật tử nhớ năm nào có chút xíu không? Mà bây giờ nó to thế đó, thấy chưa? Nên thì trồng cái bụi xả nè, bụi xả trước Phật Bồ Tát biểu trưng cho cái sự hỷ xả đó. Nhớ
Nhớ cây táo năm nào không? Mà giờ nó lớn khiếp đảm chưa? Người thấy chưa? Nó mau lớn không? Năm nay chắc trái nhiều lắm đó. Nghe bạc hà nè. Cái này nó cứ nó làm chúng chúng cái chân hoài. Khổ qua nó không muốn bò luôn quý vị coi, nó không muốn bò leo lên lại vàng nữa. Mồng tơi nè. Mồng tơi với mùi cơm gạo mới ăn nữa, mồng tơi. Thấy chưa? Thấy mồng tơi chưa? Nếu mà bắt canh mồng tơi thiệt là ngon với tàu hũ trắng ha. Ăn với cái gì quý vị? Hay tàu hũ khoai tây sả ớt cũng được ha. Đã ha. Đó, thấy mồng tơi thấy chưa? Đã không? Thấy ham không? Thấy cái mồng tơi của tôi chưa quý vị? Rồi năm nay là khó trồng dữ lắm. Mà tôi không bỏ cuộc đó nghe đại chúng. Chấp nhận năm nay là theo lẽ là nay tôi dự tính là tôi phải thu từ 4.000 tới 10.000 mà rồi chịu thua à. Nhưng mà phải đổ cái bằng lấy công làm lời luôn, cũng phải ráng làm nữa đó. Thì thấy ông cái này dưa gan nè, bây giờ dưa gan nó bò tứ lung tung nè, nó có bông rồi nè. Cây này cây rong rong riện nè, thấy không nè, dưa gan nè đó. Thấy chưa, tôi mới vô phân thôi đó, nó bò tứ lung tung rồi. Rồi mời đi vô coi vườn trong nha. Đó là một dãy này là dưa gan, một bên dưa gan cái cây củ chuối, bên này ra mồng tơi, thấy không, bạc hà. Nghe nè, dưa gan nó bò dễ thương không? Mà vậy đó, năm nay là vậy là dữ lắm rồi đó. Theo lẽ là đầu mùa vụ là tôi nói với đại chúng là năm nay tôi trúng mùa rồi đó, nhưng mà cuối cùng bị mấy cơn lạnh làm tiêu tan hết, tiêu tan niềm hy vọng hết đó. Đó, tới bây giờ này mà nó còn vậy nè, nó có thấy chưa? Theo lẽ là mỗi năm là ớt cực nó phải dày hết rồi đó, mà giờ nó còn dày 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 nè đó. Đó coi đó, thấy chưa? Trời ơi, năm nay là tội nghiệp, bởi vậy mới thương mấy người dân ở quê. Họ thất mùa cái là họ chết đói luôn, khổ vậy đó. Năm nay ớt mà giờ này nó còn dày nè là tốt rồi đó quý vị. Có nhiều người trồng không lên nữa kìa, thấy không? Nhiều người trồng không lên nữa nha. Tôi về là mừng lắm rồi đó. Năm nay không tới 200 cây rồi. Theo lẽ là dự tính là trồng 200, 300 cây ớt, hơn năm rồi 100 cây, mà rốt cuộc nó lên rồi cái lạnh quá nó chết. Bởi vì cho nên làm đây cũng là trời cho mới hưởng được, trời không cho cũng chịu thua, thấy chưa? Nè ớt tôi bây giờ mới như vậy đây nè, nhìn thấy chưa? Vậy đây là các vị thấy ông lơ mơ là nó không kịp tới mùa lạnh nữa luôn đó. Đó, ớt mà giờ mới như vậy nè. Khổ qua mà giờ nó mới bò tới đây à. Thấy không? Rau cần cua mà nóng lạnh chứ không thèm lên luôn nè, rau cần cua nè. Đó. Này rau má, thân tôi bụi ở bờ, chồng con không có chỉ nhờ tiếng kêu là kinh tới đó. Dưa leo nè, dưa leo mà tới giờ này chưa thèm leo nữa nè, nên cái là chớn không, không muốn leo nữa, thấy không? Rau đắng nè đó, bắp cá, bạc hà. Tôi đang ươm mấy cái cây vàng vàng đó, cái cây vàng vàng nó như thế, tôi ôm ra nè nó cái giờ này còn không, chưa muốn leo nữa, nó thấy chưa? Giờ ớt vậy nè đó, bây giờ ớt buộc lòng phải bà hãy bứng vô chậu vậy nè, cho nên các huynh đệ thấy trồng mà không rau ngò gai nè. Hôm nay tôi ươm được ngò gai nè. Ớt á, đầu tiên là tôi xuống đất, cho xuống đất nghĩa là xuống đất tốt, cuối cùng xuống đất không tốt buộc lòng phải cho lên chậu trở lại nè, thấy không? Cái này xuống đất này cuối cùng nó không tốt nè, mà cỏ nó mọc lên nè,
Đó, cuối cùng tôi phải cho lên chậu trở lại. Ôi, năm nay cũng phải là than vãn chi, cái tình hình chung vậy thôi, toàn đất Mỹ trồng rất là khó khăn. Này ngò gai hôm nay tôi ôm nó lên tôi mừng quá. Mấy năm rồi mới trồng được ngò gai này nha. Khi mà nó lên được rồi á, cái chỗ đó nó sẽ lên hoài. Còn mà nó không chịu lên rồi nó như vậy đó. Năm nay chịu lên rồi thì mấy chỗ này là năm tới tự động nó mọc lên nữa thôi. Cái này ớt nè, xuống đất không tốt, có gì thấy không? Xuống đất không tốt mà nè, xuống đất nó không tốt mà cỏ nó mọc tùm lum, buộc lòng tôi phải cho lên chậu trở lại. Trời ơi, làm nông là phải như vậy đó nè. Coi là dưa gan nó bò thấy dễ thương không? Dưa gan thì thôi bò quá trời bò chui vô hết vô ăn phân rau nữa nghe con. Nghe dưa gan con mọc cho sư phụ, mà sư phụ thích ta dưa gan con rái con mọc con bò cho sư phụ đừng con ra trái hen. Nó biết sư phụ nó phải ăn nó cũng nịnh nữa đó, dưa gan nó cũng nịnh nữa đó. Dưa gan mà nó cũng nịnh đó, sư phụ nó nữa, nó thấy không đó. Dưa gan mà nó dài dễ sợ không, lúc đầu nó bò ô mừng là bầu nè hả, bầu leo lên vàng rồi nè, thấy không? Nó thì phải ráng làm chứ đâu có bỏ cuộc được. Thôi thì một năm thì có khi trời thời tiết có tốt thì mình trồng tốt, cái là dây bí rợ nè. Có khi thời tiết có tốt thì mình trồng tốt, có khi thời tiết nghiệt ngã thì mình cũng phải chịu theo thôi đó. Anh gì thấy không, năm nay là tôi quyết định làm ra cái số tiền làm tôi làm phước nhiều hơn nữa mà cuối cùng thôi. Nhưng mà không sao, nó được cái này nó mất cái kia, được cái kia nó mất cái này, không sao, quý vị đừng lo. Có chứ thầy chúng ta cũng thật mà nói, có cái tâm đối với đạo cho nên không đổi nào đâu, không đánh đổi nào đâu đó. Cái này là mình làm thêm, mình làm bằng sức của mình. Sáng ra giường thấy thấy nó mơn mởn vậy đó, cái mình thấy nó vui lắm. Mơn mởn nó vui. Chào cô Lan, mấy nay thầy nó thăm cô hoài mà thầy lu bu quá cô ơi. Nào đi bác sĩ đâu liên tục thôi, ngày nào cô cũng lên xem thầy, biết thầy khỏe là mừng rồi ha. Tôi cũng biết cô khỏe vậy đi, chứ không phải là gặp nhau thăm nhau nói chuyện nhau mới thăm, nhìn nhau biết nhau khỏe mừng rồi. Bắt đầu thứ hai tuần này là tôi cắt cái lứa quế đầu tiên nè, thứ hai tuần này là cắt đầu tiên để cho nó nhảy lên nhiều, giống như đứa con nít, tôi thường là đứa nít rồi mình hất cái tóc tiên của nó vậy đó để cho bắt đầu nó nhảy lên. Thứ hai này tôi cắt quế đầu tiên đó, cắt hết rồi đó. Chào My Đặng, chào hết quý vị nha. Giờ tôi không á, tôi không biết ai để tôi chào nữa đây. Đó, chào hết đại chúng nghe. Ma Hà Anh, Trung Tiến, Ngô Chí Hào, Nguyên Phan, Vân Bùi, Lan Võ, cô Minh Loan, Vĩnh Lam, cô Quý Hiền, Khoa Quỳnh, Nguyễn Phi Phượng gì đó. Chào hết mọi người nghe. Sáng nay thầy tài ra vườn quay cho quý vị coi, cho quý vị vui chào tỉnh thức đó. Đó là thành quả mà chịu cực thời gian qua đó, mà phải ráng ráng liên tuần 2 tuần nữa là nó mượt hết trơn. Giờ vậy là thôi cũng dữ lắm rồi. Giờ cái mình sáng là vậy là phải tưới nó lúc nào cũng vậy hết.
Tớ nói là muốn làm gì làm, nay phải vô phân tiếp mấy cái chết, thì không từng giai đoạn vậy đó, từng giai đoạn phải vô phân vậy đó thì nó mới tốt được, chứ không thể nào mà mình bỏ trời cho đất được đâu. Mình trồng đó là phải vô phân đó, thấy không? Tôi mới vô phân rồi, thấy không? Nếu mà toàn là chân cơ không đó, phân chuồng á, phân rác rồi không, chứ đâu có trồng quá chất, phân quá học organic không đó. Ồ, mấy cái dê bầu nó bò dễ thương không? Nó bò nó nhẫn cao đầu luôn. Cái này phải vô phân vậy nè. Đó cứ gì anh, hãy nó cao cao rồi phải vô phân để chi? Để cho nó lớn, nó có bông, nó không chảy, thấy không? Đó, giờ bữa nay tôi phải vô phân tiếp cái cây này nè. Để cho nó kìm lại đó. Nè, ví dụ như cái cây này nè. Bây giờ không vô là nó sẽ ngã gãy, thấy không? Dưa giống giống gió nó sẽ ngã gãy, bây giờ mình vô mình kìm nó lại. Đâu gì thấy chưa, cái gì cũng vậy, mình do cái sự gọi là mình gọi là cần cù của mình đi, cần cù của mình thì sẽ được ha, còn mình mà không có cần cù thì thôi chịu thua đó. Sáng đi làm phải xách nước theo ra rồi mà rồi uống, phải đem theo khi đem theo cái khăn ướt nữa, nóng lắm. Nay là bữa nay là 98 độ nè, báo rồi đó, bữa nay là tới 98 độ lận. Mình làm gì mình mới thương người nhà nông, mình làm nông mình mới cảm thông ra được cho người nhà nông, bởi vì khi mình không đi thực tế á, mình thấy đơn giản lắm, mình thấy chắc là dễ có ăn lắm, trồng trọt chắc là dễ có ăn, nhưng mà đi thực tế rồi đó mình mới thấy không phải chuyện dễ ăn. Yêu cầu mà những cái vùng quê á mà trồng mình không có canh thời tiết á, chỉ cần một trận bão qua thôi là tiêu hết, chỉ một cần trận một 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 cái tuần nắng hạn thôi là tiêu hết. Nhưng mà có cái bài mà người ta đi cấy lấy công á, người ta đi cấy lấy công, tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề, trong trời trong đất trong mây trong mưa trong nắng trong ngày trong đêm, nhưng mà trong sao chân cứng đá mềm, trời yên bể lặng thì mới im tấm lòng. Cái người người đi cấy lấy công ta không quan trọng bằng cái người mà làm nông, ta làm công thì nó khác, còn cái người chủ đó thì gọi là trong đủ thứ, trong là trong đời. Dòm trời, bữa nay trời có âm u không? Có mưa không? Trong trời, trong đất, trong trong mưa, trong nắng, trong ngày. Cho nên khi làm nông mới hiểu được tâm trạng của người làm nông. Tôi rất cảm ơn người làm nông. Người tu thì bữa ăn cơm trưa đều có câu là cơm ngày hai buổi nhớ công khổ nhọc của bác nông phu, áo ấm chăn êm nhớ ơn của cô dịch vải. Người tu là người phải nhớ ơn, cho nên đó, khi mình làm vậy nè mình mới cực khổ của người làm nông làm ra được vui lắm, nhưng mà tiếc đó, có khi nhiều khi bán rẻ đó, nó lỗ đau khổ lắm, vì làm nông nó có nhiêu tiền hết. Làm ra vậy là mà thí dụ cái năm nào nó quá trúng mùa, ai cũng trúng mùa hết thì đem bán rẻ rề lỗ, mà quê mà lỡ chết. Có khi làm không được, nhưng năm nay á, là ai cũng trồng cũng thất bại hết á. Đa phần tại vì nắng lạnh thất bại. Nó như bây giờ trưa nay lên 100 độ, gần 100 độ ép.
có nghĩa là 34, 33 độ C. Mà các chị biết ở Mỹ mà 34, 33 độ C là nóng khiếp đảm, nóng kinh khủng lắm. Nó cũng là 34, 33 độ, 35 độ như Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam á, các vị thấy là tại các vị chịu nóng nó quen rồi. Có nghĩa là sống ở khí hậu đới. Bên này mà nóng là bây giờ tắc tia đó. Đó là do nóng. Hồi trưa nay, về chiều 1, 2 giờ trưa đó, nó tới 100 độ F. Cây cối nó nếu như buổi sáng là mình không chịu tưới á, thì cây cối nó khô cạn hết, mà chiều mà tưới sớm vô một cái nữa đó là nó cháy cái rễ liền, nó nóng cháy cái rễ liền, nó thung lại cái cây liền, thấy không đó. Cho nên những gì tôi nói trồng đây nó phải kinh nghiệm dữ lắm nha. À, các vị ở quê các vị biết vậy nè, mà bây giờ mình phải tưới tưới cho nó nước nhiều. Thì trưa nay á nó lên tới 97, 98 độ thì không sao. Nhưng mà bây giờ mình không chịu tưới á, cái trưa nay nó lên để cái chiều 3 4 giờ mình ra mình tưới nó đang nóng hực 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 vậy đó. Bắt đầu nó áp xuống là cái rễ nó bị khô lại liền. Hoặc là chết hoặc là không phát triển nổi. Đó, cho nên tại sao mà tôi làm nông tôi rút kinh nghiệm lắm. Hồi xưa đâu có từng làm nông đâu. Nhưng mình làm mình phải có cái chánh niệm, mình phải có cái tư duy. Cho nên làm cái gì cũng vậy các gì thấy không? Chứ phải chi hồi xưa mà thầy Tài mà sanh ra cái vùng con bằng đi làm nông suốt á, còn tôi cái vùng tôi đâu có trồng rau được, vùng tôi trồng trồng lúa với trồng dừa thôi. Mà tại giờ cái kỹ thuật làm nông á tôi làm được. Nó là do cái chánh niệm, do mình có cái sự tư duy nữa. Nó ớt vậy nào bây giờ phải tưới nè, tưới cho nó lạnh, nó mát lạnh đi nó. Thì khi trưa nay nó nóng rồi tối mình tưới lại không sao, nhưng mà giờ mình không tưới mà chiều mình tưới sớm một cái là nó chết liền, nó không lên nổi, hoặc là chết hoặc là không lên nổi, thấy không đó. Cho nên thôi thì mình vậy đi, cuộc đời nó như vậy là nó như vậy hai các Phật tử ha. Đó, những gì tôi cũng sáng sớm hôm nay không có giảng chia sẻ các vị chút vậy đó. Cho nên các vị thấy cái vườn của thầy thì bắt đầu từ từ nó sẽ đi vào ổn định hết rồi. Thôi bây giờ năm nay coi như là vậy là quý lắm rồi đó. Thì bắt đầu là thứ hai tuần này là tôi cắt cái đợt quế đầu tiên. Kệ là bắt đầu là một tuần cắt lần. Tạm thời một tuần cắt lần rồi từ từ một tuần cắt hai lần. Rồi từ từ một tuần cắt ba lần. Cứ mình nhỏ giọt như vậy đi rồi mình có tiền chút chút rồi mình trả. Mình coi như lấy lại tiền phân rồi mình sẽ còn như, coi như mình muốn làm phước mình làm gì đó làm, bây giờ tôi cũng biết nói làm sao nữa. Định là năm nay là tôi làm khoảng từ 7.000 tới 10.000 tiền công của tôi đó là tiền mà năm nay chịu thua rồi, thôi hy vọng lấy lại cái vốn là mừng rồi. Các vị biết phân đây nè, để tôi cho các vị coi cái phân nè. Phân như vậy là 4 đồng, coi như là sắp sửa 5 đồng một bao nè. Nè. Đó phân vậy nè. Đó các vị trồng ở Mỹ nhớ vô cái phân này là dễ dễ cây cá có gì. Tuy nhiên phải trộn đất nha. Chứ tự nhiên mua về các vị bỏ vô liền nó cũng chết hết nữa. Phải phải để nè, tôi để dưới này nè, cái tôi xới xới tôi trộn cái đất nè, thấy không? Nó có gì thấy không? Đó. Chứ còn đổ phân này không nó cũng nóng nữa. Còn không phải mua nó về 2 năm trồng. Mua về đổ đó cho nó mọc ra tươi vậy chứ nó cũng nóng lắm, bởi vì cây nó sai ra mà nó cũng có một số group mới á đó. Thôi thăm đại chúng chút nghe, bây giờ tôi bắt đầu làm ha, tôi ra áo tôi làm. Chúc các vị ở Việt Nam có một buổi tối thật là an nhàn thảnh thơi. Ở Hoa Kỳ là bữa nay là ngày thứ sáu hả? Hoa Kỳ bữa nay ngày thứ sáu là ngày mà một số người làm việc cuối tuần. Còn riêng các vị mà làm cho mình đó thì làm luôn thứ bảy. Còn một số vị làm công sở thì bữa nay là cuối tuần. Được lãnh lương, được vui. Thôi, thăm vậy thôi. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.